Cũng như cái bến đò Thạch này chẳng hạn, nổi tiếng như ngài, ai mà không biết ngài là quan huyện Thạch à? Đi thì từ đây, ăn nói phải biết giữ mồm, giữ miệng, nghe chưa? Dạ, xin phép quan cho tôi được về nhà. Quan đã. Ta nghe nói cô nổi tiếng thông minh, đi thì hãy đối thử câu này của ta. Nếu cô mà đối chuẩn đó hả, thì ta tha cho mà về. Sao? Vậy xin ngài hãy ra câu đối ạ. Được, nghe đây. Quan huyện Thạch, qua bến đò Thạch. Sao? Nếu như ngài cho phép thì tôi mới dám đối lại ạ. Được, cứ đối. Dạ thưa, con chó vàng liếm bãi phân vàng. Xin chào ngài ạ. Công tử, làm giật mình à? Công tử bệnh hả? Nói bậy, ta có sao đâu. Làm gì? Công tử qua mắt ai chứ sao qua mắt tên tiểu đồng thân cận này được. Công tử nhớ tới cô gái mặc áo xanh hồi chiều, đúng không? Người giỏi lắm. Làm sao ở trên đời này lại có người vừa đẹp vừa thông minh lại sắc sảo đến như vậy? Cô ta lại tỏ ra là người có chí khí, dám lấy chó ra đối với quan. Một cô gái thật tuyệt vời làm sao. Công tử ơi, còn có 2 ngày nữa là tới kỳ thi rồi, đừng có để hỏng việc lớn nha công tử. Ta biết, chỉ có 2 ngày, từ đây tới kinh thành mất 1 ngày được. Ta còn 1 ngày, chỉ có 1 ngày, làm sao có thể tiếp cận làm quen với nàng? Trời đất ơi, thôi chết rồi. Công tử mới gặp có chút xíu vậy à, mà công tử đã quá ngây quá dạ như vậy rồi. Phen này á hả, lão gia mà biết được á, chặt thầy trò mình ra làm 3 khúc à. Nè, không được nói chuyện này cho cha tao biết. Nhưng mà ngươi là tiểu đồng thân cận nhất của ta, ngươi phải giúp ta. Ta hứa ta sẽ có mặt ở trường thi đúng ngày đúng giờ, ta sẽ là trạng nguyên của kỳ thi này. Nhưng không vì vậy mà ta để mất nàng. Nàng phải thuộc về ta. Nhưng nội trong chuyện này, ngươi phải mang về đây cho ta mọi tin tức về nàng, nghe rõ chưa? Trời đất, có nằm mơ vậy? Con á thiệt là quá quắc, tới quan huyện mà cũng coi không ra cái gì. Quan gì mà đi chọc kẹo đàn bà con gái giữa ban ngày ban mặt, thiệt là trơ trẽn hết sức à. Nhưng dẫu sao ổng cũng là quan đứng đầu huyện này, con phải biết nể trọng một chút, không khéo mẹ con mình á có ngày vô tù ở á. Mẹ con mình có làm gì đâu mà phải sợ, tù ngục là chỗ để dành cho ổng chứ không phải cho những người dân lành như mẹ con mình đây. Con á còn ghét nhất là cái thói dốt nát mà hay chơi chữ của ổng, để rồi mẹ coi hống hách và ngông nghênh như ổng á hả, sớm muộn gì cũng bị mục xương ở trong tù. Trời đất ơi, con dám ăn nói vậy đó hả? Thiệt đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà. Con gái mà giống cha thì tốt chứ sao mẹ? Phải rồi, tốt, tốt quá à, tốt đến nỗi mà không có đám nào dám rước để cho tôi nhờ hết trơn á. Mẹ, tại sao mẹ lại đi rêu xấu con như vậy? Chẳng phải có 4 năm đám danh gia vọng tộc đến thưa chuyện với mẹ rồi đó sao? Nhưng mà con có chịu đám nào đâu. Nè con gái á, khó vừa vừa thôi, chẳng lẽ con tính ở vậy suốt đời hay sao? Con thích ở với mẹ hơn. Đồ có nhà không? À ha,
Chào chị Mối. Chào chị. Dạ con chào dì. Ủa, bữa nay con đi bắn nón sao? Dạ. À, chị ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Tại lát tôi phải về ăn đám giỗ nhà ngoại nó ở Quyền Châu á. Cháu nó phải ở nhà coi nhà. Vậy à? Đi làm cho rồi mấy cái nón người ta đặt đó. Nè, mà chị tới chơi hay có chuyện gì mà tới sớm vậy? Mèn ơi, rảnh rỗi đâu mà đi chơi với bời. Chà, đi tới Quyền Châu xa dữ rồi nghe. Dạ, cũng mất nửa ngày đường. Nửa ngày? Vậy tới ngày mốt mới về được hả? Chắc là vậy. Mà có chuyện gì không chị? Không sao, tự tôi nôn mà. Mà chị nôn cái gì vậy? Chuyện vui thôi. Vui? Ừ. Nè, lần này là không có chê vào đâu được đâu đó. Bộ có hả? Đẹp trai, phong độ, chủ lò gạch, giàu có quyền thế nhất cái vùng này. Mai là mấy đám trước nó chê á, không thì làm gì có cơ hội ngàn vàng này. Mà là con cái nhà ai vậy chị? Con ai? Quan huyện Thạch. Hả? Quan huyện Thạch? Thấy chưa, tôi biết chắc là thế nào chị cũng ngạc nhiên lắm mà. Quả là phước đức ba đời nhà chị đó nghe. Chuyện này thiệt là vui đó mẹ. Dì ơi. Hả? Dì về nói lại với quan huyện á là mẹ con đồng ý gả con cho ổng á. Nè. Vậy là con đã đồng ý. Mẹ. Nhưng mà với một điều kiện nhỏ thôi. Thấy chưa, tôi nói mà thế nào nó cũng đồng ý liền mà. Nhưng mà ủa, chỉ có một điều kiện thôi sao? Sao dạ vậy con? Người ta giàu có, mình phải đòi cho nhiều vào. Vàng bạc, nhà cửa, ruộng vườn, châu báu, tha hồ mà đòi. Đòi cho nhiều vô, để còn chi phần cho gì nữa chứ. Dì yên tâm đi, nếu như mà ông đáp ứng được điều kiện của con, lúc đó hả, dì sẽ giàu to đó. Nhưng mà điều kiện gì? Để coi. À, dì nói với ổng á, tìm cho mẹ con một món ăn có năm vị. Càng năm ăn vị càng say, ăn suốt cả ngày mà không thấy no. Món này ngộ rồi nghe. Bây giờ thì xin tiễn dì. Nhưng mà dì... Dạ, xin phép dì, mẹ con phải có việc rất là quan trọng. Vậy à? Nhưng mà tôi... Con chào dì. Vậy thôi tôi về, không khách tôi qua ha. Thôi dì về nha. Dạ. Tôi về à. Ngày mốt mẹ về sớm nghe mẹ. Ừ, đám giỗ xong là mẹ về liền. Để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào hết. Còn lớn rồi, với lại còn có chồng xóm láng giềng. Còn đâu ở trong rừng một mình đâu mà làm gì mẹ sợ dữ vậy? Biết rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ. Nè, mẹ có gửi hàng xóm rồi đó, có gì con la lên. Dạ. Rồi về đi. À, mà nhớ nha, chậm cho rồi mấy cái nón nhà bà Tú, nghe không? Dạ. Rồi làm gì đó thì làm, đưa mẹ. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Nè con à, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận nghe không? Dạ. Bà giáo, đưa con. Mẹ đi bình an. Xuân Hương ơi, nàng phải là của ta, của ta. Sáng mai ta phải lên kinh thành, thời gian còn lại quá ít ỏi, quá ít. Ta phải tới nhà nàng ngay, nhanh lên. Đừng nóng lòng mà rách việc. Ta không chờ được nữa, phải tới cầu hôn và đến ước ngay trong ngày hôm nay. Công tử cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ta chuyện học hành á thì tên tiểu đồng này không thể sánh bằng công tử được, nhưng chốn tình trường á, công tử phải học khá nhiều tên tiểu đồng này. À, đảm bảo với công tử, nội trong ngày hôm nay công tử sẽ được toại nguyện. Nhưng ngươi không cho ta tới nhà nàng thì làm sao? Sẽ tới, nhưng không phải bằng cách bình thường như những kẻ bình thường. À, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Đã có năm chàng trai giàu có
bị nàng tống cổ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Bởi lẽ năm chàng trai đó cầu hôn một cách rất là bình thường. Năm chàng trai bị từ chối rồi à? Đối với một cô gái rất là không bình thường như nàng Xuân Hương thì công tử phải cầu hôn nàng bằng một phong cách rất là không bình thường. À, khó hiểu quá. Tối nay cô ta chỉ có một mình ở nhà. Hả? Dạ bẩm quan. Quan ơi, từ từ rồi, mình tìm cách, chuyện đâu còn có đó mà. Cách gì? Mỗi ngày cố tình trong chúng ta. Làm gì có cái món ăn quay đặt đó. Dạ bẩm quan. Năm vị thì có gì đâu mà khó. Chỉ cần lấy một nhúm rau đắng cho vô chanh, ớt, đường, muối là thành món gỏi có năm vị rồi còn gì. Rau đắng có vị đắng là một, chanh có vị chua là hai, đường có vị ngọt ba, muối có vị mặn bốn, ớt có vị cay đó. Trộn năm món lại thành món gỏi rau đắng. Món này ngon nghe nghe. Dạ, từ từ rồi sẽ tìm ra mà. Nhưng mà món này ăn đâu có sai. Không được, không được, không được. Dạ, dạ. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, muốn sai thì có gì đâu mà khó. Đổ một ít rượu mạnh vô là sai liền còn gì. Ăn càng nhiều sẽ càng sai. Dạ. Hay. Đó, từ từ rồi sẽ tìm ra mà. Nhưng mà như vậy thì đã là sáu vị rồi. Không được. Ấy chết. Dạ bẩm quan, vậy thì mình sẽ bỏ rau đắng ra. Đúng. Vậy thì chỉ còn lại có năm vị. Dạ. Chanh, muối, đường, ớt, hòa chung với rượu. Dạ. Món này lạ à nghe. Thấy chưa, từ từ rồi sẽ tìm ra mà. Nhưng mà không được. Dạ sao? Vậy thì nó đã trở thành là món rượu thuốc ngâm tứ vị rồi chứ đâu phải là món ăn đâu. Không được. Dạ 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 bẩm quan, có gì khó đâu. Vậy thì bỏ ớt ra, giữ rau đắng lại. Bởi vì rượu đã cay nồng rồi thì không cần ớt nữa. Món này ăn có no không? Dạ no chứ. Ăn một đũa là no canh thông liền. Vậy thì bà mang về mà ăn luôn đi. Đồ ngu. Dạ bẩm quan, trên đời có món gì ăn hoài mà nó không no. Ta nói hột mè nhỏ xíu xíu, ăn miết rồi nó cũng đầy bụng thôi. Đúng là cô ta cố tình bắt bí quan mà. Không ai. Để tôi tìm mối khác cho quan ha. Không có mối nào hết. Bằng mọi cách phải cưới nó bằng được để về làm vợ lẽ cho ta. Quan yêu cô ta dữ vậy sao? Yêu à? Ngược lại thì có. Nó đã làm cho ta bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Ta thù hận nó đến tận xương tủy. Vì vậy ta phải cưới nó để nó hầu hạ ta trong cay đắng. Dạ bẩm quan, vậy thì tôi có kế này hay lắm. Không biết quan có thuận ý không? Nói. Đêm nay cô ta ở nhà một mình. Dạ. Còn gì nữa đâu mà hưng. Làm phiền gia chủ chút xíu được không à? Dạ chào gia chủ. Chào gia chủ. Các cô là ai? Có việc gì để ngày mai tới có được không? Dạ, chị em chúng tôi lỡ đường, đêm hôm không nơi tá túc. Xin gia chủ làm ơn cho nghỉ qua đêm,
có được không ạ? À? Dạ đúng vậy đó. Hai chị đi đâu mà phải khốn khổ như vậy? Dạ, vì thương nhớ phu quân đang miệt mài kinh